Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam áp thuế mới, lợi bất cập hại. Ngày 7 tháng 3, VOA tiếng Việt dẫn nguồn từ một hãng tin quốc tế cho hay, doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo dừng đầu tư tại Việt Nam nếu không được bù khoản thuế mới. Theo đó, các công ty đa quốc gia lớn của nước ngoài cho biết họ có thể dừng các kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam trong trường hợp không có trợ cấp để giúp bù đắp chi phí của khoản thuế bổ sung mới. VOA nhận xét, Việt Nam được xem là một trong những nơi hưởng lợi nhiều nhất từ tình trạng các công ty chuyển hoạt động ra khỏi Trung Quốc nhằm giảm thiểu tác động căng thẳng Trung Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc tăng thuế cùng với các vấn đề về cung cấp điện, các rào cản pháp lý và tăng lương có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cho biết năm nay Việt Nam đã áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15% đối với các công ty đa quốc gia lớn. Một sáng kiến do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế chủ trì. Theo đó, các biện pháp khuyến khích giảm thuế suất xuống chỉ còn 5% sẽ không còn nữa. Có nghĩa là một số công ty đa quốc gia sẽ phải nộp thuế bổ sung để đáp ứng mức thuế suất 15%. Hãng tin quốc tế cho hay một số công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng các cam kết về mức thuế thấp mà họ đã đưa ra để thu hút đầu tư, đồng thời nói thêm rằng đầu tư mới sẽ khó khăn nếu không có biện pháp bù đắp khoản thuế bổ sung. VOA cũng cho biết chính phủ Việt Nam đã cam kết trợ cấp mới trong nửa đầu năm ngoái, nhưng lại chậm đưa ra bất kỳ khoản trợ cấp nào. Vào tháng 12 năm 2023, Việt Nam ban hành dự thảo nghị định nêu rõ các khoản trợ cấp và các điều kiện mới để được trợ cấp, chẳng hạn như được phân loại là công ty công nghệ cao. Nhưng nhiều khía cạnh quan trọng vẫn chưa được xác định, chẳng hạn như quy mô của quỹ trợ cấp mới và không có thời gian biểu rõ ràng để phê duyệt các phương thức này. Theo hãng tin quốc tế, đại diện các công ty đa quốc gia hôm thứ Ba, 5 tháng 3, đã nêu lên mối lo ngại với các quan chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy mô, phạm vi và khả năng tiếp cận các ưu đãi theo kế hoạch. Hình ảnh nhà máy Lego đang xây dựng ở Bình Dương. Một đại diện của tập đoàn Lego, công ty đang đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây dựng một nhà máy mới tại Việt Nam, đã đặt câu hỏi liệu các công ty không được xếp vào loại công nghệ cao như Lego có đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào được nêu trong dự thảo nghị định hay không? Các quan chức Việt Nam trả lời là không. Người đại diện của công ty Amkor Technology của Hoa Kỳ, công ty đang xây dựng một nhà máy trị giá 1,6 tỷ USD tại Việt Nam để lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói chất bán dẫn, cho biết họ đã phải vật lộn để được phân loại là một công ty công nghệ cao. Theo VOA, thông qua thuế bổ sung, chính phủ Việt Nam ước tính doanh thu thuế bổ sung hàng năm là 14,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 591 triệu USD từ 122 công ty nước ngoài và cho biết họ có ý định sử dụng số tiền thu được này để cung cấp tiền mặt cho các công ty đầu tư. Tuy nhiên, các quan chức Việt Nam nói rằng khoản trợ cấp mới này sẽ không được bù trực tiếp cho gánh nặng thuế gia tăng theo quy định của sáng kiến thuế tối thiểu toàn cầu. Theo đó, mối liên hệ trực tiếp sẽ vi phạm thỏa thuận quốc tế đằng sau sáng kiến này và có thể dẫn đến việc chuyển doanh thu bổ sung sang nước sở tại của các công ty đa quốc gia, mặc dù các biện pháp thực thi thì vẫn chưa rõ ràng. Đối với một số công ty, các khoản trợ cấp mới có thể chi trả một phần lớn, nếu không phải là tất cả, chi phí thuế bổ sung, các chuyên gia am tường các cuộc thảo luận về vấn đề trợ cấp cho biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam áp thuế mới, lợi bất cập hại. Mô hình mới của tập là tự trói tay mình. Ngày 6 tháng 3, blog Ngô Nhân Dũng trên VOA tiếng Việt có bài Tập Cận Bình tự trói tay. Tác giả cho hay Trung Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng địa ốc chưa từng có, dẫn đến việc hàng trăm công ty xây dựng giảm bớt công việc, các công ty lớn phá sản. Hậu quả là cả nền kinh tế gặp khó khăn. Vì giá nhà cửa xuống khiến nhiều người dân cảm thấy mình nghèo hơn, họ giảm bớt tiêu thụ, các nhà sản xuất cắt giảm giá hàng hóa. Trung Quốc hiện là nước duy nhất bị giảm phát trong số các nền kinh tế lớn. Hình ảnh bài bình luận trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả nhận xét, vì vậy không ai ngạc nhiên khi biết ông Tập Cận Bình đang lo cứu ngành địa ốc với mô hình mới. Mô hình cũ của Trung Quốc là khuyến khích tư nhân xây dựng nhà cửa bằng cách trợ cấp, nhưng không thả cho thị trường quyết định giữa các nước tư bản mà nhà nước nhúng tay vào, từ việc xây nhà đến việc dân tiêu thụ mua nhà. Chính quyền các địa phương hồ hởi thực hiện chính sách này, không những vay tiền của các ngân hàng trong nước
Các công ty xây dựng vay đô la trong thị trường quốc tế, số trái phiếu vay và trả bằng Mỹ Kim tăng từ 675 triệu USD năm 2009 lên 64,7 tỷ USD năm 2020. Theo tác giả, hậu quả của chính sách trên là hoạt động đầu cơ bùng nổ. Các công ty chạy đua xây cất kiếm lời, người có tiền đặt mua nhà trước để hy vọng bán lại kiếm lời. Công việc xây cất nhà ở chiếm 30% tổng sản lượng nội địa cả nước. Hình ảnh tập đoàn hàng đại Evergrande Group, tập đoàn địa ốc số 1 Trung Quốc đã phá sản. Nhưng vẫn theo tác giả, năm 2020, Tập Cận Bình thay đổi, không dễ dãi với các công ty xây cất cũng như người mua nhà nữa. Chính sách đưa ra gấp quá và mạnh quá khiến người dân xây nhà lúng túng vì cạn tiền. Giới đầu cơ không kịp bán lại trước khi giá mua nhà xuống thấp mà vẫn phải đóng tiền trả góp. Cuộc khủng hoảng bắt đầu và càng ngày càng nặng khiến nhà nước phải nhúng tay một lần nữa đưa ra một mô hình mới. Tác giả cho biết theo mô hình can thiệp mới này, chính phủ sẽ dành một ngân khoản tương đương với 280 tỷ Mỹ Kim để đứng ra mua, rồi đem cho thuê những ngôi nhà đang xây nửa chừng thì bị ngưng vì thiếu tiền. Khi thực hiện xong mô hình mới trong vòng 5 năm, chính phủ sẽ làm chủ 30% số nhà cửa mà dân chúng đang ở. Hiện nay, nhà nước chỉ làm chủ 5%. Tác giả nhận định mô hình mới này sẽ khiến cho thị trường địa ốc Trung Quốc trở lại rất giống thời Mao Trạch Đông, khi đảng và nhà nước làm chủ hầu hết các công trình xây dựng mới. Chỉ có một điều khác là thời Mao, các căn hộ được cung cấp cho công nhân viên các xí nghiệp, còn bây giờ họ sẽ đóng vai không có nhà, đi ở thuê và phải trả tiền. Hình ảnh Tập Cận Bình, lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Tác giả dẫn lời ông Hà Lập Phong, Phó Tổng lý Quốc vụ Viện tức Phó Thủ tướng, cho rằng kế hoạch mới có hai hệ quả tốt. Thứ nhất, chính phủ sẽ kiểm soát được số lượng nhà cửa cung ứng cho thị trường. Thứ hai, nhà nước sẽ quyết định giá nhà tối thiểu phải là bao nhiêu, không lo khi bán hay cho thuê sẽ bị lỗ lã. Tác giả nêu vấn đề hiện nay Trung Quốc đang có ít nhất 7 triệu căn hộ không ai ở, xây thêm 6 triệu căn hộ mới thì làm cách nào để đẻ ra thêm người mua hoặc thuê nhà, trong khi dân số Trung Quốc đã bắt đầu đi xuống từ 2 năm qua và sẽ còn giảm nữa. Làm cách nào chính phủ có thể ấn định giá tối thiểu khi bán hoặc cho thuê trong lúc số cung vẫn cao hơn số cầu? Tác giả bình luận, kế hoạch trên đây cho thấy Trung Cộng sẽ quay ngược chiều hướng phát triển. Nhà nước phải gánh vác một hoạt động kinh doanh quan trọng mà trước đó vẫn giao cho thị trường tư nhân. Hơn nữa, kế hoạch mới này cũng cấm tư nhân mua nhà rồi bán lại kiếm lời, nghĩa là tước đi quyền làm chủ của họ. Tác giả kết luận, Tập Cận Bình đang hối thúc dân Trung Hoa gia tăng tiêu thụ để kích thích kinh tế và tránh nạn giảm phát. Chính sách mới này của ông sẽ gây kết quả ngược lại, đúng là tự mình trói tay mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Mô hình mới của Tập là tự trói tay mình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.